4 điều cần biết về sạc không dây trên iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Sạc không dây mang đến rất nhiều sự tiện lợi cho người dùng. Nếu bạn đang sở hữu cho mình một trong những chiếc điện thoại thuộc iPhone 11 và đang phân vân không biết điện thoại của mình có sử dụng được sạc không dây hay không, video sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về điều đó. Một, dòng iPhone 11 có sạc không dây đi kèm hay không? Trước khi dòng iPhone 11 được Apple cho ra đời, nhiều dự đoán cho rằng sẽ có sạc không dây cho dòng iPhone này, nhưng sau khi sản phẩm được ra mắt lại đi ngược với dự đoán ban đầu, đó là iPhone 11 không được trang bị sạc không dây đi kèm. Tuy nhiên, dòng iPhone 11 vẫn có tính năng sạc không dây thông qua chuẩn sạc QI từ bên thứ ba. Chuẩn sạc QI là tiêu chuẩn truyền tải điện năng không dây được đề xuất và thiết lập bởi tổ chức WPC để ra một chuẩn sạc điện năng không dây. Các thiết bị sạc không dây chuẩn QI phải có cảm ứng từ và cộng hưởng từ để việc sạc pin được an toàn hơn. Sạc có dây và không dây tương tự nhau đều sử dụng nhiều cổng sạc như micro USB, USB Type-C, Lightning. Tuy nhiên, đối với sạc không dây, hầu hết người dùng đều sử dụng QI chiếm 90% các thiết bị. 3. Những điều lưu ý khi sử dụng sạc không dây cho dòng iPhone 11. Bất kỳ phụ kiện nào đều có ưu nhược điểm riêng của nó, vậy khi sử dụng sạc không dây cho điện thoại iPhone 11 thì sẽ có những ưu điểm. Nhược điểm nào? Ưu điểm cộng mang đến sự tiện lợi, loại bỏ được phần dây sạc rườm rà, cộng giảm được vấn đề các thiết bị sạc có vấn đề gây ảnh hưởng cho các linh kiện bên trong. Nhược điểm cộng khó khăn trong việc di chuyển vì phải đặt điện thoại cố định trên cục sạc, cộng chất liệu mặt lưng phù hợp. Yêu cầu dành cho sạc không dây nói chung và QI nói riêng là mặt lưng thiết bị phải là kính hoặc nhựa, nhưng hiện nay vẫn chưa hỗ trợ được cho mặt lưng kim loại. 4. Tiêu chí chọn sạc không dây cho dòng iPhone 11. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thiết bị dành cho sạc không dây, nhưng QI vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì nó tương thích được với rất nhiều thiết bị điện thoại thông minh, để chọn được loại sạc không dây cho iPhone 11 ta nên đề ra các tiêu chí thiết kế của thiết bị nhỏ gọn, bắt mắt. Tùy vào nhu cầu thẩm mỹ của bạn, bạn sẽ chọn lựa thiết kế và kích thước sạc không dây cho phù hợp. Công suất sạc nhanh. Công nghệ sạc nhanh sẽ giúp điện thoại của bạn sẽ sạc đầy pin nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi của bạn. Chế độ tự ngắt điện an toàn. Đa số phụ kiện sạc nhanh hiện nay được trang bị tính năng này giúp phòng chống cháy nổ khi nạp năng lượng cho điện thoại. Chọn sạc chính hãng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sạc không dây không rõ nguồn gốc. Để an toàn cho bạn và thiết bị, hãy lựa chọn mua sạc không dây chính hãng. Giá thành hợp lý. Giá thành của sạc không dây rất đa dạng, vì vậy phụ thuộc vào tài chính của mỗi người sẽ chọn lựa sạc không dây cho phù hợp. Trên đây là một số thông tin về sạc không dây cho chiếc điện thoại iPhone 11. Bạn cần tham khảo và lựa chọn mua sạc không dây phù hợp với nhu cầu sử dụng và tài chính của cá nhân mình nhé.